Làm gì anh Hân? Cậu đọc em này mày. Tây vẫn chưa lắm. Alo. Gì vậy, tôi đang bạn phe chớ mà gì vậy? Má, nó tiền ở đâu ra vậy mày? Thằng nào? Ủa chân tiền ở đâu, nó ở nhà chứ ở đâu đại ai biết. Nè, tao mất cái cuối chú tao lấy tiền nó đâu ở trong chi. Nó mở ra chung chiếu chiếu nó tắt cái đèo tao đâu. Thôi thôi ông ơi, tiền tới tay là mới chết tự nhiên hỏi nữa vậy đâu nha, mấy công việc nha. Hello anh em. Mình đây mấy bạn ơi. Đồ má em đang quán phơ mấy bạn. Đó, đồ má view quán mình trên nhìn xuống dày mà có mấy cái gà quay nó nói gì quán đẹp mấy bạn. Má. Cơ mấy bạn nghe vô đây mấy bạn. Em tối dữ. Anh chịu không vô mấy bạn ơi. Đù, má ơi, dân Trung nó gọi mình gì mà gọi mình cháy mấy luôn. Đúng tiền của nó nuốt vô mấy bạn ơi. Thù máu sáng mà không gọi mình đây giờ cũng đòi tiền. Chú không gọi gì mẹ bức luôn. Gọi gì mà cháy mấy cháy bức luôn mà. Giờ đang chờ anh Hân que quán phơ mấy bạn. Mẹ. À, đây là khu tranh gác nha mấy bạn. Quán dày chứ quán sao nữa mà. Chơi khen gì nữa vậy. Đó, à, nhìn ra đường lộ luôn nha mấy bạn. Cho anh em check in, check in. Rồi nói ra, mình xuống dưới mình gọi hàng hồ cả nha mấy bạn. A few moments later. Đang chờ hàng hồ mấy bạn. Uống hết đi. Quay gì được. Đồ mà trẻ nợ cho ông chứ đồ chịu gì đâu mà bỏ sáng đêm chiều tối rồi mà ăn ngon gì vô. Mày tiền anh em trả là đúng rồi chứ không có gì. Trẻ phải công khai lên chứ được. Kêu nào nói tôi kêu đồ mẹ kêu về nó đâu có ăn tiền. Lẩm ông chi mà kiểu bạc ông chứ cuốn bi. Tiền ông chục cái mà ai lẫn được ông. Ở đâu chịu bây giờ trẻ là trẻ đứt luôn ha. Trả 1.000.000 chứ. À 1.000.000 quên. Mà thôi cậu mẹ nó độ 100 ngàn đó của ông Bi với ông mày của anh. Đấy, rồi mấy công khai luôn. Ông gọi nó quay. Mà mày quay như vậy? Bây giờ biết quay cái gì? Thì đưa ông triệu đầu với quay chi? Quay lên trên ông nói tôi sao ông? Nói tôi tham lam nữa mà người tôi sống nhỏ lớn chẳng có tham lam đâu. Tiền bạc đâu có thèm lộng đụng quay đâu, quay anh ấy xài. Ủa hình như anh nhớ, hình như bên tiền tôi cái trời em tham nhất ở đây. Em bán giá nói với anh nha, đồ này em bảo dữ vậy. Không phải, tại bên tụi của Trung đồ trên đấy. Tụi nó tham nên mình phải tham điều. Trung đồ trên đấy, tụi nó tham nên mình phải tham điều. Thằng nào tham hết đó. Phải mình em, mà em mà mình phải sống. Ủa, ý là sống gần đi với bà em. Mẹ cà sa đúng không? Bây giờ đi với mấy anh ba mày không dạy em gần đèn thì tấu luôn, nó tấu tao mẹ mày luôn. Đấy có này chim con cho mình kêu rồi mày mới lấy về đã vợ lập lại hết đâu vậy để giờ sao đây số tài khoản này đây là chiếu quay ngân hàng này nghe lắm nha bè bữa tốt nghe lắm chiến chứ phải kia tuần sau mới nhận nữa chứ bè bữa tốt nghe lắm chiến chứ phải kia tuần sau mới nhận nữa chứ được mày mơ giữ vậy bây giờ rút cuộc có chiếu không vậy giờ nha đợi chuyện nha chuyện luôn. Đồ mẹ đổ hình của em mà sao mà chưa tới đây mà. Em chịu nhưng mà bê bơi tết đây là 1 năm 1 sáu thì mới nhận thôi. Không muốn đâu. Cái gì? Bữa nay chuyển tiền là đã lắm, tới 1 năm 1 sáu mới nhận không? Nghe không? Bữa nay ngày 20 mà 1 năm 1 sáu nhận mày nửa tháng này. Ừ. Mày đến ngân hàng thì mày nghẹn nửa tháng mày. Người ta làm người ta đố ăn tí đồ như đó đưa người ta làm cái xích tầm mà nghẹn nửa tháng. Xích tầm là gì? Tao nói vậy mày biết rồi, không chơi. Nhảy đi, việc của mình. Sau đó tôi đưa cho mẹ che đó. Chứ đủ trăm mẹ mày kiếm có tiền mẹ.
sao mình nói hai loại vậy? Có không? Có, còn đây nữa. Mẹ thiếu chăm. Chăm vợ là mẹ. Ủa phơ hết. Không, cái chuyện 100 đó là anh không cần lấy cũng được. Bởi vì tiền đó tiền của ông Kiểm, không phải tiền của anh. Bây giờ nha, chung á. Mình à... Hello mấy bạn nha. Nói chung là triệu của anh Hân với mình nuốt vô mấy bạn. Nói chung là mình trả anh Hân một bữa 15 triệu mốt. Nhưng mà nói chung là mình phụ tiền của ông Trung Trâm. Thầm lận Trâm mình uống phơ. Mình đưa 1 triệu. Nó mới sáng một cọ lên rồi. Trời ơi, bây giờ tao tin được mày không mày lưng. Mới hôm nãy mày nói tao là mày không có gì mày. Đây nè nha mấy bạn. Mình hai tên đem chém mày nha. Chém Hân này nha. Mày mới quay chi? Quả chắc tôi đẹp mới quay cho tôi, người ta biết là tôi ché nọ ông chứ. Đây nè, anh Tâm ra ngoài lại đi. Mình trao tặng tay cho anh Hân 1 triệu rồi nha. Anh Hân, thế là sao tầng nãy em nói em có tiền mày? Chắc ông trao chứ thương mặt đó thì mày nói. Mình trao tặng tay hai tên 500 mày nè. Số sư đây là số 36 với số 74 nè. Thôi bây giờ tao, không biết. Nhưng mà bây giờ không được chuyện đây, giờ tôi nghĩ á. Là mày cứ tìm ra chỗ ngoài kia đó. Chứ giờ chỗ đây có mấy que tao lấy tao sợ đấy. Chứ tại sao? Bởi vì sao? Bởi vì lúc nào mày nói em có tiền bạc, chẳng có tâm chiếu khoảng mà tới nó trở 15 ngày là tao hết tâm nghi rồi. Mày hiểu không được không? Mày đừng trách anh chị dù. Tao bị nhiều lắm rồi tao sợ. Mà tôi thấy tôi thiệt ở đời, tôi chưa thấy cảnh này. Tôi đi giờ tiền của ông thì tôi ché là ông. Ông cũng dám lận mình chạy như ông tiêu tôi tiền đem đeo qua công viên ra bỏ chạy. Thôi bây giờ dày, bây giờ mày giúp anh này lỡ giúp chặt rốt mày. Giờ mình ra chỗ nào được, ngay ngã tư này á, ngay lũng trường được, không có người. Không có ai mới quay. Mà chỉ còn đẹp xuống đó là tao. Là tao xà tao lấy. Là cái chuyện anh em. Còn công an tưởng tôi bảo mày tấy gì tấy, tao nó còn cổ tôi hả? Mày bỏ tiền mà mày sợ nhỉ? Đi, giúp anh bảo. Không chạy cho mày nè mọi người. À, anh Hân nhận lại mình 1 triệu đâu. Mình nói mình không có nhận nhãn bạc, mình không thể nhận tiền mà nó dài được. Không, giờ em thôi thiệt em giúp anh này, em ra đây em giúp. Chứ giờ anh hết đường rồi, mày bỏ chỗ đây nè. Bỏ ngay ngã tư đi rồi. Để cầm mày quay luôn đó. Quay chi? Bây giờ mày tắt cái máy quay, mày tắt cái máy quay. Mày chỉ cần bỏ xuống rồi anh xà tao lấy là xong. Mày coi như mày hết nợ 100 ngàn của mày, em cho em luôn. Đúng không? Mất tiền đưa nhà lẫn tay nó mau. Tao giờ tao không có tin đứa nào bên em. Mấy ngày đâu. Nhưng mà mày không hết rồi sao? Lẹ đi ra giúp giùm anh lấy lại 1 triệu ở đây, anh cảm ơn mày lắm điều. Mày giỏi nhậu khứa luôn á. Đi. Ở ngoài không mày, mày giỏi uống phơi chứ mày nhậu. Khúc. A few moments later. Mấy ông mà ngồi mày khùng mấy bạn ơi. Ủa mấy ông điên sao mà giờ cứ bắt mình đưa tiền mà cứ giờ cứ chạy ra ngoài công viên đưa rồi. Mình ra tới đây mình ngồi. Ông đứng bên kia mấy bạn. Đồ mấy anh đứng bên kia. Gồm anh. Từ từ mình sẽ quay lại mấy bạn. Ông mấy bạn. Mấy ông bị khùng rồi mà. Mấy ông điên rồi. Mấy ông khùng cùng. Alo. Bây giờ anh. Bây giờ á. Nghe chỗ công viên nó tới mới ra được. Ở cái này á. Bây giờ anh mấy ông điên nặng ngô ngô ngô. Lèo mà ngô đồ. Đồ. Đâu. Có ông điên mẹ ông. Trong ông điên sao mẹ ông mưa đâu vậy? Mẹ đâu? Đấy tôi đơn chịu nha. Ông lái là mất đơn chịu nha. Đâu? Đấy. Đâu tôi chưa hả? À tôi đây nha. Khùng này. Đồ má mình cho mình dòng lại coi thử. Dòng lại hơn khùng hay đủ má. Chèm khùng lại được.
À, kìa kìa. Lá tiền chưa xong. Ồ, thằng giấu dưới đấy. Khùng lấy tiền cầm ra tí. Bê trùng chơi trùng. Chết rồi bà ơi, chết rồi bè tung, chết chứ bè tung. Sao tiền ép lại mong ngu cái đủ mày mấy người lùn tiền giống chịu lắm quỷ. Gọi mình nó ra. Alo. 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 Sao? Má mày sao mày bán tiền đó mà thì mày nó biết mà. Quả chứ sao em biết, giải thích nó đi đâu nó gặp anh nữa chứ. Gặp như gặp tao rồi nãy giờ tao nên nó gì mà nóng gì mà. Không em biết em tiền em bỏ giải đầu nha. Bỏ rồi em đi về đâu. Thì em dưa đâu mà. Bây giờ đơn giản, tao vừa đi em không có nói nhiều. Đồ mé chi mà tàu em dưới nữa. Bây giờ nha, bây giờ tao nói mày, bây giờ tao im tao chạy ra quán vừa trước rồi. Rồi xong rồi tao sẽ coi địa điểm của quán rồi, tao biểu mày bỏ tiền đó rồi mày đi vậy. Cà phê nào, bên quán cà phê tôi ơi. Ở bên cà phê em á, bây giờ anh chạy vô anh coi thứ vừa đang có mày gì mày bỏ cho thằng cơ, bây giờ tao không đi đây là không làm gì được hết. Đồ mé như em bị khùng rồi. Mày không nhận, mày đuối gái còn không mày. Đồ anh cứ làm bình thường hả chứ tụi em cái tao giờ anh đâu mà anh sợ vậy? Không tao sợ đấy, tao giờ thấy một mình mày tao đã sợ đâu, bây giờ ở đâu lòi đang đi được, mày bị giỡn cái sao đi được. À mày tính tao làm được đúng không? Ông bị khùng hả vậy chứ gặp tình cờ hả? Không có nói gì đó, không có tình cờ gì đó, bây giờ nhảy cờ mẹ nó, bây giờ tình cờ hay tình kiếp gì anh nhất, bây giờ mày cứ đem kiểu vậy. Từ từ tao chọn địa điểm phù hợp tao nói mày bỏ, được không? Được, mày rào rào không chạy về quá ai? Mẹ. Tao nha mày. Hình như bị khùng hả? Mẹ. Ok xong. A few moments later.
few moments later. Tiền dày mà hơn giờ điên rồi mấy bạn ơi. Đù mấy tiền mà giờ đưa mà ổng gặp ổng sợ giờ anh em mình không biết mà. Bây giờ anh nói em nè, anh không vô quán. Bây giờ tao không tìm đứa nào hết đó. Bây giờ mày cho tao order một ly cà phê sữa đáy với lại hai điếu tình yêu tao qua bàn bên đây. Mày bỏ 1 triệu vô, nói con bé nó cầm qua tao tự tao lấy. Ủa chứ cái quán tôi ổng vô, tôi mời ổng vô uống phê. Tao ngồi bàn bên kia rồi, bữa sau. Đồ em như bị điên rồi, tự nhiên cái quán em vô uống que bên tháng nào uống. Em cứ order cho anh một ly cà phê sữa đá để tao ngồi lên. Thầy tôi bỏ ngay ra tiền đó hử? Thầy tôi bỏ ngay xi này. Tách máy. Tôi bỏ ngay bánh xi này ông làm ơi. Ông mới dàn cảnh đó tự nhiên sợ gì vậy? Ngán gì? Đâu có bỏ máy. Đồ máy điên của các bạn ơi. Mà ngu vậy đã điên rồi. Giật mấy mày mệt mũi. Tòa đấy, này nha. Đấy. Tiền tao thấy mong cho lắm tụi mấy ngu. Tiền tao thấy mong cho lắm. Alo. Gì vậy, tôi đang bận phe chớ mà gì vậy? Thằng nào? Ủa chân tiền ở đâu nó ở nhà chứ đâu đại ai biết. Thôi thôi ông ơi, tiền tái tay là mới tích tự nhiên hỏi nữa, giải ra nghe mấy công việc nha. Mấy vô tiền rồi cũng nhớ được. Coi. Tiền quan nha, em biết đó nha. Không phải quan hả? Trời ơi, khủng quá. Đâu cái kích được. Ha 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 ha